không có khoái luôn nhá, rốt bao bì tất cả thứ xong, nhưng mà chơi đi. Cái này là phải đóng, đốt xong là phải đóng cửa vào nhá, nhưng mà mình đang mở cửa đây để mình quay cho các bác xem cho nó sướng thôi. Đấy, cái vỏ bao vỏ cái đông này đấy. Đấy, như cái thứ vàng ấy. Đấy, cái bao vàng ấy. Vàng đấy, có cháy đi. Đấy, ni lông ướt này mọi người nhá. Ướt có nước này, rồi miếng xốp đứng trước thứ đấy. Đấy. Đó, thấy chưa, khói nó sẽ được thu lại nhá. Các bác quan sát kỹ là khói nó sẽ được thu lại ở bên trong đầu đốt mọi người ạ. Thì sau khi ấy xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp ráp nó vào mà ở đây. Như mọi người thấy đây, em Hữu đã lắp ráp cái bộ phận lõi này vào bên trong. Cái lò này có cái lõi bên trong mà lõi làm rất dày các bác nhá. Cái lõi ở bên trong mà đang là lõi dày 8 ly các bác ạ. Đó, với dày 8 ly luôn. Còn kia, cái bộ phận bên kia là để lắp cái bộ phận đầu đốt. Còn đây các bác thấy xung quanh này chưa? Đây, xung quanh này của nó là bông thủy tinh cách nhiệt các bác nhé, sẽ giúp cho nó nhiệt lượng nó đỡ phát sang hai bên. Còn đây này, đây là cái đầu đốt của nó để chuẩn bị chế cái đầu đốt lắp vào đây. Con này nó sẽ chạy bằng dầu thải cơ. Bây giờ chúng ta sẽ lắp những cái mặt của nó này vào đây. Mặt của nó là rất là rộng các bác nhé. Đấy, mọi người thấy to lắm. Nhìn thế này thôi, nhìn thế này chúng ta cứ chui cả người bên trong đây thoải mái. Bởi vì cái này là mình tính công suất đốt cho những con lợn tầm 1 tạ các bác nhá. Và lần này mình sẽ đốt bằng dầu nhớt thải. Thì tính trung bình con lợn tầm 1 tạ mình chỉ đốt tầm độ 1,1 đến 1,5 tiếng là đứt điện luôn các bác ạ. Là xong luôn. Đó, đây này nó dày bích này. Cái lò này nó nặng thằng tấn các bác nhá, nặng lắm đó. Đây, đây là những cái, đây là những cái mặt cửa của nó các bạn. Như một miếng sắt này thôi là đã nặng đến thằng hàng bích cân. Mình đang tiến hành làm mấy cửa. Cái lò này khá là to, công suất đốt của nó đốt những con lợn tầm 1 tạ, hơn 1 tạ các bác nhá. Lò này nó 2 lớp đó. Bên mình làm hoàn toàn là lò 2 lớp hết chứ không phải lò 1 lớp đâu. 2 lớp có chống nóng cách nhiệt luôn nhá. Đấy, các bác thấy ở đây khu vực này là bông ấy, đây là bông thủy tinh của nó ngoài thép đây, các bác thấy thép mà thép bên này ngoài và thép bên trong nòng rất là dày luôn nữa. Đây là mình đang tiến hành mình đang làm cửa cho nó. Đây các bác quan sát nha, xung quanh 2 lớp này là 2 lớp tách biệt ở đây. Ở bên trong này của nó là nòng đốt của nó ở bên trong này, còn ở bên ngoài là bông thủy tinh chống nóng cách nhiệt. Cái thép là này mình làm cho anh ấy rất dày, thép bên này là thép 8 ly bác nhá. Đấy, thép 8 ly còn bên ngoài của nó đây, bên ngoài này có là 4 ly, làm dày lắm cơ. Cái lò này là có đường kính của nó, có chiều dài của nó là 1,5 m, chiều ngang của nó là 1 m và chiều cao là 90 các bác nhá. Còn đây là mình đang tiến hành mình làm cái đầu đốt. Bình thường những cái lò này người ta đốt là người, nếu đốt theo kiểu hỏa thiêu người ta đốt bằng ga, nhưng mà đốt bằng ga nó tốn quá, thế nên là mình sẽ chuyển sang đốt nhớt thải thôi nhé. Kia cái đầu đốt của nó là làm gì là mình đang tiến hành mình làm cái này đốt nhớt thải. Như một cái lò to như này mà chúng ta đốt thì 1 tiếng nó chỉ hết tầm độ, một con lợn tầm 1 tạ thì nó chỉ đốt hết tầm độ 15 đến 20 lít dầu thải thôi. Tính ra chi phí của nó là 2 năm mất khoảng độ 100, hơn 100.000 cơ, rất rẻ so với chúng ta đào lỗ đi chôn. Nếu mà chúng ta thuê máy xúc đào lỗ đi chôn thì chúng ta sẽ mất nhất nhất là mất 500. Cái này nó chỉ mất tầm độ 150 rồi các bác nhé. Đấy, thoải mái các bác yên tâm, rất là rẻ luôn. Mà làm cái lò này cũng không đáng là bao nhiêu, cả mấy chục triệu. Đầu này là đầu đốt bằng nhớt thải ô tô xe máy lắp vào bên trong kia là. Đây lắp vào bên trong là bình thường là nếu mà ngân sách mà ngoan để đốt bằng cái đầu này, có cái hay là có thể đốt được bằng khí bioga mọi người nhé. Đấy, thay vì đốt bằng nhớt thải thì chúng ta vẫn có thể đốt bằng khí bioga cũng như là đốt bằng ga được. Chứ còn nếu mà chúng ta chơi bằng ga không thì nó hơi tốn. Thật, một cái bình ga của chúng ta 500.000, nhưng mà nếu mà chúng ta đốt bằng ga không thì chúng ta đốt 1 giờ là hết. Nhưng mà nếu chúng ta đốt bằng nhớt thải 1 giờ chúng ta chỉ hết tầm độ 100 đến 150 thôi mà. Nó rẻ hơn, ít nhất là tiết kiệm được 300 một lần một con. Đấy. Đây thì mình đang tiến hành mình nhét bông thủy tinh vào đây. Bông thủy tinh ở đây để cho nó giảm nóng ra cái vỏ mọi người nhé.
còn bên này là đang tiến hành lắp ghép nốt là cái cánh cửa của nó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đấy, rồi chúng ta hàn cái đây, cái này này là cái đầu đốt của nó. Cái đầu đốt của nó nằm ở đây mọi người nhá. Đây rồi. Đó. Đây mọi người nhìn thấy cái đầu đốt ở đấy không? Còn đây chính là nó đấy. Cái đầu đốt của nó sẽ được rút vào đây. Còn ở bên trên này đây. Cái phần này của nó là ống khói mọi người nhá. Ống khói này là nó sẽ thông lên trời. Nói là ống khói nhưng mà ở đây nó sẽ không có khói. Một cái cửa này, một cái cánh cửa không thì nó nặng hàng tạ các bác nhá. Nếu mà không làm bằng sắt dày thì đến lúc mà nó sẽ bị cong mà này. Sau khi đốt bằng nhiệt nó sẽ bị cong, thế nên là làm cái lò là hoàn toàn là làm dày và cực kỳ dày luôn các bác nhá. Đầu đốt này là mình có thể rút ra được mọi người ạ. Rút ra được cái lúc nào mà nó có cái vấn đề gì thì chúng ta vẫn có thể sửa chữa được mọi người nhá. sau khi đút vào đây thì nó sẽ làm sát ở bên trong này, nó làm sát bên trong này. Còn cái đầu ở đây, đây cái đầu ở đây là cái đầu đốt để quạt gió mọi người nhé. Còn cái ở đây này, ở đây là để ống nhớt, này là ống nhớt, ống dẫn dây nhiên liệu đốt rồi cho nó. Thằng này là thằng quan trọng mọi người nhé. Thằng này là nó có chức năng diệt khói này. Đấy, để đốt khi đốt cái bọn lợn gà tất cả mọi thứ nó sẽ sinh ra rất là nhiều khói và mùi, thì cái thằng này nó có chức năng là diệt khói, nó nằm ở đây mọi người nhá, bắt buộc phải có thằng này. Còn thằng này đây, còn thằng này của nó là đầu đốt để đầu sinh nhiệt. Hoàn thành rồi mọi người nhá, đang hàn đốt. Nếu đã hoàn thành thì mình sẽ đốt thử cho mọi người cùng xem nhé, để thấy mọi người sẽ thấy công lực của nó thực sự của nó trâu như thế nào. Đang hoàn thành đốt mấy cái chai rồi đó. Ok bác nha, cái này nó đã hoàn thành rồi và bây giờ này em Hiếu sẽ cho nó vào vận hành để cho bác cùng xem. Đây như bác thấy đây, phía trước đây là phía cửa của nó bác nhá. Còn thấy ở bên trên này đây, bên trên này của nó là ống khói các bác ạ. Ống khói, còn nó có hai cái quạt này. Đấy, hai cái quạt cực lớn thôi nhá. Đây là một cái quạt dùng để chúng ta để đốt khói các bác ạ. Đó. Còn ở phía bên cạnh này, đây là dầu nhớt các bác nhá. Đấy. Đây là cái quạt, bộ phận đầu đốt của nó ở phía bên trong. Đầu đốt của nó ở phía bên trong ở đây. Đó. Và cái dây này các bác nhá. Dây này của nó là đường truyền dây nhớt các bác. Dây nhớt của nó ở đây. Dây nhớt đây, dây nhớt sẽ chuyển đến đây. Van này là van điều khiển nhớt to nhỏ các bác. Thời tiết đang rất là nắng, ok. Nó đang chạy hoạt động của nó. Các bác nhìn thấy chưa? Hiện tại là không có, đây em Hữu quay rất gần cho bác xem nhé, không có tí khói nào, không có tí khói nào bay ra hết cơ ạ. Đấy, mở ra. Ủa, các bác thấy chưa, nó cháy mạnh nhá, nóng nhá bác nhá. Đấy, đứng đây mình đã đứng xa cách đây tầm tầm 3 mét thôi, nhưng mà nóng là không dám tiến lại gần đây, gọi là lò hỏa thiêu quá cơ. Đấy, càng ngày nó cháy càng mạnh luôn. Hiện tại là các bác có thể nhìn thấy là ngọn lửa đốt đang ở trạng thái trắng xóa này. Giờ ngọn lửa này đốt sẽ là ngọn lửa được nạp nhiều oxy nhất cơ, đốt được ngọn lửa trắng xóa này, nhiệt độ nó lên đến tầm độ 1000 độ rồi. Tức là nhiệt lượng khi nào mà ngọn lửa nó lên đến tầm 1000 độ, nó giống như kiểu ở cái mối hàn xì ấy, người ta hồ quang điện ấy, nó sẽ phát ra cái màu trắng xóa như này. Còn bình thường ngọn lửa ở trạng thái vừa màu xanh và màu hơi vàng đỏ thì nhiệt lượng của nó thực sự nó chưa đạt đỉnh của nó. Đó các bác
thấy chưa? Ok, bây giờ ở đây là mình không có con lợn nào, nhưng mà mình sẽ đốt bằng vải. Cái lò này là để đốt xác động vật các bác nhá, đốt lợn này, đốt gà, rồi dùng để hỏa thiêu những con động vật chết đấy. So với việc mà chúng ta đào lỗ chôn thì chúng ta đốt một con lợn tầm một tạ, chúng ta chỉ đốt trong tầm độ khoảng độ 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi là ok, là xong. Nhưng mà nếu mà chi phí của nó tầm từ 100 cho đến 150 ngàn tùy theo nhớt của bác rất hay rẻ. Còn nếu mà chúng ta mang đi ra, chúng ta đổ ra, chúng ta thuê máy xúc đào thì mỗi một con lợn chúng ta sẽ phải mất 500 nghìn trở lên. Vì máy xúc thuê một lần của nó là dưới 500 nghìn là nó không di chuyển và nó không thèm đào đâu các bác. Ok, anh chồng vứt mấy cái kiều đi, mình sẽ vứt rác vào để cho bác cùng xem nhé. Đấy, vứt chăn, vải màn, giấy rước các loại vào. Để cho các bác xem đốt nhưng mà hoàn toàn không có khói luôn nhá. Đốt bao bì tất cả các thứ xong. Nhưng mà chơi đi. Cái này là phải đóng đốt xong là phải đóng cửa vào nhá. Nhưng mà mình đang mở cửa đây để mình quay cho các bác xem cho nó sướng thôi. Đấy, cái vỏ bao vỏ đấy đông rồi. Đấy. Đấy như cái thứ vàng ấy. Đấy, cái bao vàng ấy. Vàng ấy, có cháy đi. Đấy, ni lông ướt rồi mọi người nha, ướt có nước rồi, rồi miếng xốp, miếng trơn, thứ đấy. Đấy. Đóng cửa nha. Không, cứ để cho mọi người xem tí mọi người nha, để cho mọi người xem hiện tại là công nghệ đốt khói ở đây như nào các nhá. Đó, thấy chưa, khói nó sẽ được thu lại nhá. Các bác quan sát kỹ là khói nó sẽ được thu lại ở bên trong đầu đốt mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ cho thêm những cái vật liệu toàn là túi bóng mà các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy xem không có tí khói nào, và khói này là nó sẽ được thu vào, nó sẽ được hút ngược lại trong đầu đốt để nó đốt các bác. Ngọn lửa đốt nó quặn ra đến đầu này. Cái lò này lò mét rưỡi các bác nhá. Lò mét rưỡi và hiện tại đây các bác thấy lửa nó đốt đến tận đến đầu này đấy. Lửa đốt tầm độ lò phun ra đến tận đầu này luôn các bác nhá. Em mở cửa các bác, cứ ông mình cứ để cửa cho mọi người xem cho nó sướng. Đốt đời này thì không còn một cái gì, một lúc sau thì mọi thứ tan biến hết cơ. Đóng cửa đi.